Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một tựa game có tên là Ba nha các bạn. Ba có nghĩa là hình như là sủa hay sao các bạn? Tiếng chó sủa, ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô game nhé các bạn. New game nhé. Con game này mình thấy có vẻ nó kinh dị hơn là một tựa game chó cưng các bạn ạ. À, bạo hành động vật à. Wow. Ok, chúng ta bắt đầu vô game nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đóng vai giống như là một con chó các bạn. Đêm ngày thứ tư. À, đêm ngày thứ tư. À, bây giờ chúng ta đi khám phá ngôi nhà này nha. Wow, đây là căn bếp nha các bạn. Ê, ở đây có con mèo nè. Đúng không? Đúng rồi, con mèo mấy friend. Con mèo. Đây có bàn pizza này. Ôi, nhà cũng khá là rộng đấy mấy friend. À, sổ nè. À, nó kêu hù mấy con mèo ở phía trước sân nhà. Mỗi lần sổ là mình được điểm rồi mấy friend. Ý, ông chủ kêu stop 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 mấy friend à. Ông chủ rồi. Mình hậu với con mèo tiếp nha mấy fan. Nó chạy tứ tung mấy fan à. Đi hết rồi, đi hết rồi. À, còn này, còn này, còn này. Ông chửi, ông chủ ông la mình nghe mấy fan. Ủa, có tiếng động gì vậy ta? Nó kêu mình điều tra cái tiếng động gì nè. À, cái nè. Cái tiếng. Để sủa con mèo á, phải sủa con mèo giờ nó kêu mình ra hù mấy con mèo trước cổng à. À, mấy con mèo dai ghê nha. À, như tiếng ai mấy bạn. Mình nghe tiếng ai mới thì mình nói chuyện ấy. Nó chạy tứ tung mấy bạn. À, giờ là đêm rồi sủa xíu hàng sớm mà nó bắn vốn mà. Như chủ mình đi ngủ hay sao á. À, bấm ship để chạy. Ê, kiếm kiếm chỗ đi trốn mấy fan. Trốn gì vậy? Trốn trốn. Nó kêu mình kiếm chỗ trốn kìa. Này gì đây? Ông chủ ông điên này mấy fan. Mình sủa quá ông ngủ ông chủ ông điên lên nè. À, ổng là mấy fan, ổng là mấy fan. Má ơi, giờ ông đi tìm mình kìa. Còn mà đâu. Mấy này ổng, mấy này ổng, mấy này ổng, mấy này. Mấy này ông đang đi tìm mình mấy fan. Ông tới, ông tới. Mà ông biết lúc này ông biết không ta?
Ôi dồi ôi, má ông chủ, ông này có vẻ giang hồ mấy fan xâm mình từ lương hết. Ê, ông đứng rồi, ông đứng rồi. À, ông đi tú một kia lần, ông đi tú một kia lần, ông đi tú một kia lần. Má mình chọc nó, mình chọc ông cho ông ngủ giờ ông tìm mình mấy fan ơi. À, ông đang gần mình lắm đấy, ông đang gần mình lắm đấy. À, ông vô ngủ rồi, ông vô ngủ lại, ông vô ngủ lại, ông vô ngủ lại rồi. Phải không? Đúng rồi, ông vô ngủ lại rồi, mấy fan. Đúng rồi, ông vô ngủ lại rồi, ông vô ngủ rồi. Giờ mình đi ngủ rồi, mình đi ngủ rồi. Giờ mình đi ngủ, đi ngủ. À, quậy, ông không cho ông ngủ. Ok, chúng ta tiếp tục ở mạng thứ hai nha. Cái này lấy gì vậy ta? Xương gì vậy ta? Ok, giờ là trời đã sáng rồi này. Chưa thứ năm. Ủa chưa thứ năm mấy friend. Ui. Á con chuột chết rồi mấy friend. Chơi đồ chơi around home hả? À chắc là chơi mấy này nè. Play with toy. Vì chó chỉ có vậy thôi. Nó quậy quọ mấy cái đồ trong nhà mấy friend. Vì nó cắn nát luôn mấy cái giường rồi mấy cái thảm này nè. Đó, đó. Á quậy con, á quậy xíu không ra không bắt nữa. Gì vậy? À, cục xương, cục xương. Cục xương, cục xương. Chúng ta sẽ đi tìm cái cục xương. Nó giống bánh hơn, nó giống bánh hơn là xương. Bánh xương. À, nè, có thêm cục cái này. Ó. Nãy giờ mình hiểu rồi nha. À, đó, được 3 cục. Hôm nay tụi chơi là mình chơi mấy cục kia thôi hả? Chơi mấy cục vậy thôi hả? Ông chủ chắc đi ngủ à. Chắc là phòng của ổng rồi mấy friend. Để cho ông đang ngủ rồi đó. Đó, quậy mấy cục này đó mấy friend. Đây là đồ chơi của chó nè. À bây giờ mình ra mình hù với con mèo ở kia nữa nè. À, hù đi không ra tiếp nè mấy fan. Đó. Mấy con mèo nó lì ra mấy fan, nó cứ đứng trước nhà mình không à. Má hù xíu không ra nữa nè, không ra nữa. Ủa sao hôm nay ông chủ em ghê ta? Chắc sáng sớm nên ổng đi đâu rồi mấy fan không có trong nhà. Ủa, mới nghe tiếng ổng. Mới nghe tiếng ổng luôn ấy. Đúng không? Mình mới vừa nghe tiếng ổng luôn ta? Mới vừa nghe tiếng ổng thì phải. Đó, mấy con mèo ở lì ghê luôn nè. Má đâu mà đông dưới vậy ta? Nhà mình cũng có một con mèo nha. Nhà mình cũng có một con màu đen ở đây nè. Ủa có tiếng động gì nè, nó kêu mình điều tra tiếng động nữa mày. Cái gì kêu ta? Mình nghe cái gì kêu rột 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 à, bị chó cắn. À,
hạ cảnh sát bắt những cái tên tội phạm gì nè, bắt chó là cho động chậm chó này mấy fan, hành hạ chó nè đó. Nó sổ tiếp đó. Nó cho mày liều quá. Ủa dạ, cái gì vậy, vấn đề gì đây, có bị gì mấy fan? Five foot hả? Má đau bụng à? Đang bà con xương còn đói à? Ô mẹ, ăn con chuột luôn. My god. Má ơi, con chuột nó chết rồi. Ăn hết con chuột luôn chứ. À, tìm một chỗ thoải mái đi ngủ á. Nè, không phải. Ai ơi. Ô mẹ ơi, ông chủ chuẩn bị về, chúng ông chủ chuẩn bị về mấy fan. Bây giờ tìm chỗ ngủ thôi. Bữa nãy mình ngủ đâu ta? Như nãy mình ngủ trong cái phòng đâu đây nè. Đúng rồi, nãy mình ngủ phòng rồi nè. Ok, qua đêm thứ ba. Mới giờ mình thấy con game này nó cũng không khó lắm nha. Mình cứ làm theo chỉ dẫn của nó là ok thôi. Ok. Mình thấy có vẻ trời tối đó. Trời tối là chắc chắn ông chủ sẽ có ở nhà. Buổi tối thứ năm. Buổi tối ngày thứ năm. Mình đảm bảo ông chủ có ở nhà. 11 giờ 10, 15 khuya nè. Mình nghe tiếng gõ cửa. Ủa cửa đâu đây nè? Không? Đúng rồi, đúng rồi. Ai vậy? Má mình sủa nó mới im mấy fan, má chăn trộm quá. Nữa, má hù mấy con mèo phía trước cổng nhà nữa này. Má mấy con mèo nó lì thiệt chứ. Ông chủ mới nói chuyện kìa, ông cụ mới kêu kìa. Má ông kêu ông cũng ra bây giờ ấy. Hai buổi tối ông cho ông ngủ với fan. Má sủa xíu ông tức ông ra ông quýnh nè. Đủ rồi nha, đi cho tôi ngủ nha. Nhưng mà thường thường chó lại khoái thích chọc với con mèo mấy fan. À, kiếm nước đi uống hả? Nước ở đâu ta? Ồ, má ơi, uống nước trong đây luôn chứ. Á, ông chủ không có, ổng không có để một ca nước riêng cho mình với fan. Ủa lũ nó phải uống trong cái bồn cầu rồi đó. Má có vẻ hơi mất vệ sinh nha. Có vẻ hơi mất vệ sinh đấy. Má giờ ra uống nước xong rồi. Phong cổ rồi bắt đầu ra chụp chụp mèo tiếp với fan. Má khi nào không ra không ta? Má không ra chạy không kịp ấy. Má sủa mà con vẫn cẩn thận nha mấy fan. Má nghe tiếng gầm gừ kìa. Má ông chủ hơi giang hồ mấy fan. Ô tu, má con chó được bự vậy? Má tu, má tu, God. Má thì trốn trốn mấy fan. Ảo giác hả? Á, đang bị ảo giác mấy fan à.
Ê, con chó, con chó kìa, con chó kìa. Ồ, không đi rồi, không đi rồi mấy fan, không đi rồi mấy fan. Không đi rồi, không đi rồi, không đi rồi, không đi rồi. Ồ má hết rồi. Ồ mẹ con chó trong cái kìa. Con chó trước mặt mình luôn kìa. Con chó đi rồi, con chó đi rồi mấy fan, chó đi rồi mấy fan. Ở trong đây thôi, mình cứ ở trong đây thôi, không nhúc nhích gì hết. Má ơi, nhà có ông chủ gì mà ám ảnh lắm mấy bạn. Không thể nào ăn uống yên được. Ám chủ gửi giang hồ nha, xăm mình tứ lưu dưa mấy bạn. Má kỳ này có thêm con chó nữa. Càng ngày nó càng khó, mình cảm thấy nó càng ngày càng khó nha, chứ không phải đơn giản đâu nha. Một lần này không phải một mình ông tìm mà sẽ có thêm con chó nữa, con chó tìm nữa. Tao có thể ngửi thấy mày. À, không biết đi tắm chưa, thường chó nó hôi lông lắm mấy fan. Ông sẽ nghe từ cái mùi của mình mấy fan. Mình ra mình xuống chứ ông ngủ giờ ông điên lắm mấy fan. Ông đang bực mình á, ông đang bực mình á. Má chọn cho đã rồi vậy chứ. À đừng vô đây nha, đừng vô đây nha. Má đi vô kìa mấy fan, nó đi vô kìa. Ông đi ngủ rồi, đi ngủ rồi, đi ngủ rồi, đi ngủ rồi, đi ngủ rồi. Đi ngủ rồi, ổng đi ngủ rồi, ổng đi ngủ rồi. Ổng đi ngủ rồi mấy fan. Giờ đi ngủ rồi, đi ngủ rồi. Nhiều khi ổng đi ra mà trả tay không kịp đâu mấy fan. Buổi trưa thứ sáu. Buổi trưa thứ sáu. Ông chủ mình không biết đi ra khỏi nhà chưa hay còn trong nhà đây. Get into the garage. Ủa mình có garage. Garage mình đâu? Hình như ông chủ không có nhà. Chứ còn mình sủa thôi không nghe tiếng ổng là biết cháu không có nhà rồi. Mình ra coi con mấy con này có đây không. À, mấy này nó lì mấy fan. À, nó cứ tập trung trước nhà mình hoài à. Mà đâu ra mèo nhiều dữ ta. Đây là còn hai con à. Nó lì lắm. Ý cục xương này mấy fan. À, cục xương á. Mỗi lần mình quậy vậy là mình có điểm nha mấy fan. À bây giờ mình sẽ hù mấy con mèo ở phía trước cổng nhà. Bây giờ ông chủ mình không có nhà đâu, yên tâm sổ thoải mái. Cứ sổ thoải mái. Má mèo đâu đông dưới ta. Ông nghe tiếng gì vậy ta? Tiếng xe cảnh sát đúng không ta? Những cái xe cảnh sát mới đi ngang qua hay sao ấy. Ồ chu luôn kìa. Ông chủ không có nhà. Ông chủ không có nhà mấy bạn à. Số thoải mái với con ơi.
Sao mèo ở đây nhiều dưới ta? Ê, có người đi ngang kìa. Ui mẹ, ông chủ về mấy fan. Ông chủ về. Má núp 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 núp, ông chủ về. Núp rồi mấy fan. À, ông chủ mình khó chịu lắm mấy fan à. Ở ông về là ông sẽ kiếm mình nè. Ông về là ông sẽ kiếm mình. À, núp kỹ vô. Ông này hình như ông có một cái thói quen là hay hành hạ động vật mấy fan. Đó. Nên mỗi lần mình thấy ổng là mình phải né, mình phải đi trốn chứ mình không thể nào mà đối đầu với ổng được. À, mày làm phí thời gian của tao quá nha. À, ổng đi qua luôn. À, ổng vô phòng rồi. Mình vừa nghe tiếng ổng mở cửa phòng. À, bây giờ mình vô gara, Mình vô phòng ổng đây nè, phòng ổng đây chứ không phải phòng ổng đây đâu. Gara nằm đâu ta? Có gara đâu? À, gara nè. Gara nè, my friend. Ok, vô đây làm gì nhỉ? À, cục xương nè. Nó bụng à? À, nó bụng à? Có cục xương kìa, đỡ đi, có cục xương nè. Đó, ok. Có cục nào nước không? Có cục nào nước không? Này có cục này hả? À, giấu kỹ thế. Đây nè, cục xương này. Ồ. Đây là no đấy, no đấy. Nhưng mình có vẻ hơi yếu đuối các bạn. Mình chạy hết nổi rồi. Hình như có vẻ mình như mình đang bị kiệt sức hay sao á. Đúng rồi. Được 3 cục xương. Ồ, 4 cục xương luôn. Ngon. Ồ. Chúng ta đi ra ngoài sân rồi này. Friday night, đêm thứ 6. Đêm ngày thứ 6 friend. BBQ à. Explore được bác già. Khám phá cái sân vườn này. Đá luôn nhiều vậy. Mình thấy có gì ở đây nè. Như là cục xương mấy fan. Đúng luôn, cục xương luôn. Đúng là cục xương luôn. Này gì vậy ta? Này là mấy cục đá. Ý, cục xương. Cục xương mấy bạn. Bác Neighbor dog keep it away. Ồ, con chó hàng xóm hả? Mày hả mày? Mày tưởng mày bự mày ngon hả mày? À, đánh dấu lãnh thổ mấy bạn. Mình sẽ đánh dấu lãnh thổ. Nó đi rồi. Mình sẽ đi đánh dấu lãnh thổ nha. Thì nó quay lại rồi. Nó quay lại mấy bạn. Mày á mày. Mày á mày. Mình sẽ đánh đấu lãnh thổ của mình mấy fan.
chó nó hay nó đấu lên thỏ phải, nó đái hay nó đấu lên thỏ phải. Mấy con sóc hả? Sóc ở đâu? Đó là mình thấy mình coi con chó rồi, nó chuẩn bị qua nữa, chuẩn bị qua nữa. Chuẩn bị qua nữa, chuẩn bị qua nữa. Mày hả mày? Ê mấy con sóc này, mấy con sóc này mấy con. Ê má 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 chuẩn bị qua nữa hả? Má ông chủ ông ra mấy fan. Nè nè nè. Con sóc này mấy fan. Má con chó nó qua đó kìa. Mày hả mày? Ủa má ơi ông kiếm quá kìa. Đi cục xương, cục xương, cục xương, cục xương. Má ông chủ, ông chủ. Đi mày, đi mày, đi ra, đi ra. À, phải cần con chó này mấy fan. À, mèo luôn nữa vậy. Chu nữa má, mày chu lộn chủ không ra đấy. Bay qua tờ hả? À, sốc 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 các bạn. Má nước ở đâu ra? Ôi đuối mẹ rồi. What the fuck? Cái gì vậy? Má là ảo giác à? Ủa mẹ ảo giác mấy fan. Má ảo giác, ảo giác. Mẹ má là nó không chủ ra nha. Ách tù má, ăn chó đâu bự vậy. Con chó nó bị gì mấy fan? Chó này bị lắc hả mấy fan? Ổng ra kìa mấy fan. Con chó này bị lắc rồi, con chó này bị lắc rồi. Ổng ra, ổng ra, ổng ra, ổng ra kìa, ổng ra, ổng tìm mình kìa. Má núp để biết an toàn không mấy fan? Ở bên kia kìa, ở bên kia kìa. Con chó thì bị lắc rồi. Con chó là bị lắc rồi các bạn. Ông còn xa lắm, ông còn tút bên kia lận.
Hy vọng là ông không chui vô đây nha. Mình sủa nhiều quá là chắc chắn ông sẽ ra. À, giờ buổi tối là giờ ông ngủ mà, đúng không? Con chó này bị lắc rồi các bạn. Ông đi rồi, ông đi rồi, ông đi rồi. Ông không thấy mấy fan. Má mình một đống mà ông không thấy. Ông đi ra túi kia, ông đi ra túi kia, mình đứng này ông không thấy mấy fan. Con chó này nó bị lắc rồi đó fan. Ông đi túi vào đây nè, ông đi túi vào đây nè. Ông đi đang đi cái chỗ mà có miếng dán mà mình lượm cục xương lúc đầu á ha. Đứng đây là an toàn à. Hình như ông chỉ vô đây một lần thôi, ông không có vô nữa đâu. Thường thường nơi là đó ông chỉ vô một lần thôi. À, như ông đi lại chỗ mình kìa. Ông đi vô ngủ à, ông đi vô ngủ. Vô ngủ rồi, vô ngủ rồi. Anh đi ngủ rồi, anh đi ngủ. Đi ngủ phải, anh đi ngủ phải. Ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Anh đi ngủ. Rồi đi ngủ rồi mấy fan, anh đi ngủ rồi anh. Đi ngủ rồi. Yeah. Đi ngủ rồi, đi ngủ rồi. Đó, hết nhạc rồi nè, go back to sleep mấy fan. Má con chó này bị lắc rồi mấy fan. À, mấy con sóc à. Ngủ đâu ta? Ở chắc đây quá. Ok. Chúng ta đã qua màn rồi. Lượm được hai cục xương. Chúng ta lượm được hai cục xương. Trưa thứ bảy à? Thôi, chắc mình cũng chơi tới đây thôi. Hẹn các bạn ở tập thứ hai nha các bạn. Để xem coi cái kết cục của con chó này sẽ đi về đâu với cái ông chủ xấu xa nha các bạn. Ok, chào luôn với các bạn. Hẹn các bạn ở tập thứ hai nha. Bye bye.